Ê, nay sinh nhật của bé Võ Thanh Nhã nha. Đó, có gì làm đó. Cái bánh là của người dì, của quen nên nghỉ dịch nên làm nha. Đây, có gì làm đó cho bé. Rồi hai anh em vô ăn đi. Con chào các bạn chứ. Chào bạn đi. Chào các bạn. Hai sinh nhật của mình. Hai sinh nhật của mình nghe các bạn. Được ăn bên kia đây, gấp bên kia ăn đây, gấp rồi gấp hơi xúc xích rồi chấm ăn, nhau có ăn nước lấy đi không?